Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức mới nhất trong ngày. Kể từ đầu tháng An Huy, Giang Tây, Quảng Tây, Chiết Giang và các tỉnh khác đã hứng chịu mưa lớn, các thị trấn bị ngập lụt và đất canh tác ở một số khu vực đã bị ảnh hưởng. Cơ sở hạ tầng như giao thông, cung cấp điện và thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng và tình hình kiểm soát lũ lụt đang rất cam go. Hôm thứ Năm, hầu hết cổng xả lũ trước làng Dương Cảm, thị trấn Tây Khẩu, huyện Tây Ninh đã bị lũ lụt nhấn chìm. Kể từ ngày hôm thứ Ba, huyện Tây Ninh, tỉnh An Huy liên tục hứng chịu những cơn mưa xối xả đến cực lớn. Cơ sở hạ tầng như giao thông, cung cấp điện, thông tin liên lạc ở một số khu vực bị hư hại nghiêm trọng, hàng chục nghìn người phải tạm thời di rời. Hiện hàng vạn cán bộ, quần chúng trong quận đã tham gia cho công tác chống lũ và cứu nạn. Vào hôm thứ Năm, đường phố ở thị trấn Vạn An, huyện Tây Ninh bị ngập lụt. Một nhà kính trồng rau bị lũ cuốn ở huyện Tây Ninh, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, tình trạng ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi trong khu đô thị thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây. Một số đoạn đường phía đông Nam Kinh ở thành phố Nam Sương bị ngập lụt nghiêm trọng. Các phương tiện đi qua phải di chuyển chậm trong dòng nước ngập sâu đến 0,8m. Trận mưa lớn bắt đầu từ 2 ngày trước đó đã khiến mực nước một số con sông ở Giang Tây vượt ngưỡng cảnh báo. Một số ngôi nhà bị sập, đất canh tác bị ngập lụt và một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, tính đến 11 giờ trưa thứ Năm, khoảng 410.000 người tại 22 quận ở Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 3.305 người đã được chuyển đi trước. Trong những ngày qua, Quảng Tây liên tục có mưa lớn, mực nước sông Liễu Giang tiếp tục dâng cao, một phần cảnh quan ven sông ở thành phố Liễu Châu bị ngập lụt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Hình ảnh nước từ sông Liễu Giang đổ vào một hồ chứa nước ở trung tâm thành phố Liễu Châu. Thưa quý vị, tỉnh Giang Tây vừa qua phải hứng chịu dông bão liên tục hiếm gặp. Tính đến trưa hôm nay có 410.000 người trong tỉnh đã bị ảnh hưởng mưa lớn và lũ lụt, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 250 triệu nhân dân tệ. Tỉnh đã phát động ứng phó khẩn cấp chống lũ 3 cấp từ 12 giờ trưa nay. Theo dữ liệu do cơ quan khí tượng địa phương cung cấp, 2 ngày trước ở tỉnh Giang Tây, Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa dông trên diện rộng, kèm theo sấm sét mạnh, mưa lớn liên tục bao trùm một khu vực rộng lớn. Trong số 166.900 km2 đất của tỉnh Giang Tây, diện tích mưa lớn bao phủ lên tới 77.000 km2, diện tích mưa bão lớn lên tới 39.000 km2. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kèm theo bão, nhiều con sông ở Giang Tây đã vượt quá mức cảnh báo lũ. Vào lúc 0 giờ đêm thứ Ba, mực nước đỉnh lũ vượt mức cảnh báo là 1,65m. Vào lúc 8 giờ ở trạm Tương Đồn, mực nước đã vượt quá mức cảnh báo là 0,83m. Trạm núi cao hơn mức cảnh báo 1,05m. Mực nước vẫn đang lên rất nhanh. Hồ chứa Giang Khẩu đã ở trên mực nước giới hạn lũ và có 4 hồ chứa cỡ trung bình trong tỉnh cũng đang vượt quá mực nước giới hạn lũ. Mưa lớn và lũ lụt đã khiến mực nước các con sông vừa và nhỏ ở tỉnh Giang Tây dâng cao, đất canh tác ở các vùng trũng thấp bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, 410.000 người tại 186 thị trấn thuộc 22 huyện của tỉnh bị ảnh hưởng, 600 ngôi nhà bị sập, 36.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 250 triệu nhân dân tệ, hơn 3.300 người đã được di chuyển trước nên không có thương vong. Tình hình thiên tai chi tiết vẫn đang được thống kê thêm. Hiện tại, lượng mưa lớn trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Giang Tây và thành phố Nam Sương. Còn tại Thượng Hải, cơn mưa dông mạnh nhất kể từ mùa lũ đã tấn công Thượng Hải vào chiều ngày hôm qua. Lượng mưa tích lũy ở Dương Phố, Hồng Khẩu, Trùng Minh, Gia Định, Nam Huy và những nơi khác đều có lượng mưa lớn trên 150mm, ngập sâu hơn 50cm. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp Thượng Hải hứng chịu dông bão nghiêm trọng vào buổi chiều. Ngoài ra, hơn 20 đường dây cao thế trên địa bàn thành phố bị sét đánh hư hỏng. Sau 9 giờ tối hôm đó, ở đoạn phía đông của đường Tương Âm và đường Quốc Hòa, con đường bị ngập trong một khoảng thời gian ngắn, nước trên đường đã cơ bản được rút. Vào lúc 3 giờ chiều hôm qua, thị trấn Trùng Minh Bảo và các nơi khác đã đổ mưa lớn. Chỉ trong 1 giờ, lượng mưa lên tới 122mm, đạt tiêu chuẩn 60 năm mới có một lần, khiến khu vực đô thị bị ngập lụt nghiêm trọng. Trụ sở phòng chống lũ lụt thành phố ngay lập tức phát tín hiệu cảnh báo màu vàng để kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão, đồng thời bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 3. Vào thời điểm này, đám mây dông di chuyển đến Dương Phố, Hồng Khẩu, Gia Định và những nơi khác khiến nhiều vùng trong khu vực nước ngập rất sâu, hàng trăm ngôi nhà bị ngập. Hệ thống chống ngập của thành phố đã triển khai đầy đủ các biện pháp chống ngập, thoát nước theo phương án khẩn cấp. Sở cứu hỏa thành phố đã cử hơn 30 xe cứu hỏa và 120 lính cứu hỏa đến Trùng Minh, Dương Phố và những nơi khác để hỗ trợ thoát nước.
ngành điện gấp rút sửa chữa hơn 20 đường dây cao thế bị sét đánh hư hỏng. Theo dự báo của Trung tâm Thông tin Kiểm soát Lũ lụt thành phố và Trạm Thủy văn thành phố, tính đến 21 giờ, lượng mưa ở khu vực Dương Phố, Ngô Kiều Xương lên tới 169mm, tiếp theo là thị trấn Trùng Minh Bảo 144mm, khu vực Hồng Khẩu Quảng Châu 123mm, Cổng Nam Gia Định 112mm, Nam Huệ Huệ Nam 101mm, 83mm, ở Bảo Sơn và lượng mưa ở các khu vực khác từ 40-80mm. Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn lúc 6 giờ tối qua, tại quận Dương Phố nước ngập sâu hơn 50cm, nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong nước, giao thông tê liệt. Theo lời kể của cô Kim, một nhân chứng cho biết, vào khoảng 5 giờ chiều bất ngờ có sấm sét, mưa lớn trút xuống, một lúc sau đường bắt đầu ngập nước, nước đọng trên đường Hoàng Hưng tràn lên vỉa hè, nhiều phương tiện chết máy trong nước khiến người qua đường phải nhờ trợ giúp. Mặt khác, người đi xe đạp phải chen lấn trên vỉa hè. Cùng lúc đó, tại ngã tư đường Khổng Giang và đường An Sơn, cả 8 chiếc xe buýt đều đậu bên đường, không thể lái xe đi lại bình thường, mãi đến 21 giờ mới rời khỏi hiện trường. Sau cơn mưa bão, phòng cảnh sát giao thông đã khẩn trương đến hiện trường ngay lập tức để phân luồng giao thông trên đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, đảm bảo các phương tiện qua lại nhanh nhất có thể. Nước ngập cũng đã nuốt chửng hầm đường bộ Trung Niên Hàn Đào phố thành cung đường Tử Thần. Ông Giang, sống ở công viên Côn Lôn, ngõ 1149, đường Đào phố, đứng trong khu vực ngập lụt trong đường hầm đối diện khu dân cư thẫn thờ nhìn về phía trước. Ông không bao giờ nghĩ rằng rêu dày trong đường hầm sẽ dẫn đến cái chết của người cha ông 57 tuổi. Chiều hôm kia, nụ cười rạng rỡ của bố khi rời khỏi nhà đã trở thành kỷ niệm cuối cùng bố để lại cho cả nhà. Sấm sét tấn công phố dài Thành Thủy của Bắc Kinh vào ban đêm sáng như ban ngày. Đêm qua, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất trong năm nay. Sấm sét xuyên mây nổ tung trên các tòa tháp của thành phố Bắc Kinh. Mưa xối xả chút xuống khiến nhiều tuyến phố bị ngập lụt. Mạng Bắc Kinh Trung Quốc Singapore lúc 9 giờ tối ngày hôm nay cho biết một cơn mưa xối xả chưa từng có đã đổ xuống thành phố vào mùa hè này. Thủ đô bị sấm sét đánh vào thành phố sáng như ban ngày ngay lập tức. Theo thống kê của Cục Khí tượng, trong vòng chưa đầy 1 giờ, các quận phía đông và phía tây của thành phố đã nhận được lượng mưa 67mm và cầu Kiến Tường ở ngoại ô phía bắc thành phố cũng nhận lượng mưa lớn nhất là 88mm. Trước cơn mưa, Cục Khí tượng đưa ra cảnh báo vàng về sấm sét vào lúc 15 giờ. Tuy nhiên, cơn mưa lớn vẫn gây ra rất nhiều rắc rối. Vào lúc 9 giờ 30 phút tối hôm đó, cầu Tây Chi Môn, cầu Tuyết Nguyên và những nơi khác bị lũ lụt phong tỏa. Một vài giao lộ đã bị đóng cửa do nước ngập quá sâu. Một cây lớn bị gió quật đổ trên đường Triệu Đăng Ngọc. Nhiều phương tiện phải chuyển hướng. Đến 9 giờ 30 phút, khán giả vừa xem xong đêm nhạc ở Đại lễ đường Nhân dân và Cung văn hóa các dân tộc không thể ra ngoài. Gần đó, những người lái xe về nhà từ đại lộ Trường An thấy bánh xe của họ ngập trong nước đến trên đầu gối. Xe cộ xếp thành một hàng dài, đôi đèn nhấp nháy, chậm chậm bò đi. Taxi đã trở nên phổ biến trên đường phố và mọi người phải vật lộn để ra vào. Được biết, các đơn vị nhà ở giá rẻ ở quận Song Huệ, Bắc Kinh đều bị cắt điện vào đêm hôm đó. Một số nhân viên văn phòng tại tòa nhà văn phòng phía Tây ở quận Haijian cho biết nơi họ làm việc nước ngập rất sâu và không thể về nhà. Tại sân bay thủ đô, hầu hết các chuyến bay sau 19 giờ 30 phút đều phải hạ cánh. Tính đến 21 giờ 30 phút, hơn 100 chuyến bay đến bị hoãn. Trong 2 ngày trước đó, do mưa lớn vào ban đêm, hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay thủ đô mỗi đêm do chuyến bay bị tạm hoãn. Bắc Kinh hiện đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và các hoạt động thoát nước chuyên sâu đang được tiến hành tại nhiều đoạn đường ngập nước khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, bầu trời thủ đô vẫn còn ầm ầm sấm sét. Kính thưa quý vị, kể từ đầu mùa hè năm nay, một số khu vực của nước ta đã bị lũ lụt và nhiều đơn vị bảo vệ di tích văn hóa ở những khu vực này đã phải chịu thiệt hại nặng nề. Kể từ cuối tháng 4, tỉnh An Huy hứng chịu mưa xối xả trên diện rộng. Lũ lụt trên núi ở phía nam An Huy bùng phát và lưu vực sông Hoài Hà có lượng mưa lớn nhất, lũ lớn nhất kể từ năm 1954. Mưa lớn và lũ lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hầu hết các khu vực dọc theo sông Hoài Hà, Hoài Bắc và phía nam An Huy của tỉnh An Huy, và các đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm các cấp ở các khu vực liên quan đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê sơ bộ, có 15 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia, 43 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh và hơn 70 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp thành phố và cấp huyện bị hư hại, với tổng thiệt hại hơn 30 triệu đô la. Trong số 15 đơn vị di tích văn hóa trọng điểm quốc gia bị ảnh hưởng ở tỉnh An Huy, huyện Phượng Dương, Minh Trung Đô Hoàng Cổ Thành và Lăng Hoàng Lăng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Hơn 300 mét của bức tường hướng Tây bị sập, có vết nứt lớn cần khẩn trương sửa chữa, gia cố. Nền của Tây Hoa Môn bị rò rỉ nghiêm trọng, nước mưa thấm trực tiếp từ đỉnh xuống nền đất nện, tường thành nhiều nơi bị trương nở và nứt nẻ. Những bức tượng đá linh thiêng của Lăng Hoàng gia bị ngâm trong nước quá lâu và bị phong hóa nghiêm trọng khi gặp nhiệt độ cao. Mặt cầu của cầu Ngoạn Thủy bị cuốn trôi, các trụ cầu bị lệch biến dạng khiến cây cầu gặp nguy hiểm. Gần 1.500 mét của đường Hoàn Lĩnh bị ngâm nước trong 3 ngày làm hư hỏng 2.400 mét vuông mặt đường.
gạch tráng men ở phía nam và phía tây của bức tường bị cuốn trôi dài 500m. Bức tường thành cổ của quận dài 2.800m bị ngâm trong nước. Bến tàu bị cuốn trôi gần 20m. Cổng phía đông và cổng phía bắc bị tràn nước nghiêm trọng. Cổng phía đông đã bị đóng. Ngoài ra, nhiều đơn vị di tích văn hóa, chẳng hạn như địa điểm cũ của cách mạng Du Sơn ở thành phố Lục An, mái nhà và hành lang bia của đền thờ Tôn Công ở An Phong Đường đã bị hư hỏng nặng. Gần đây, Trùng Khánh cũng đã hứng chịu thảm họa mưa xối xả tồi tệ nhất trong 115 năm qua. Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra trên núi. Một số lượng lớn các cơ sở và trang thiết bị của di tích văn hóa đã bị hư hại nghiêm trọng. Các đơn vị bảo vệ và bảy bảo tàng văn hóa trong thành phố bị hư hỏng do lũ lụt và thiệt hại trực tiếp là hơn 36 triệu nhân dân tệ. Vào lúc 10 giờ sáng hôm thứ Ba vừa qua, sau nhiều giờ mưa xối xả, Thạch Sơn, Trùng Khánh đất lở đổ xuống, khu vực Trạm Tử Đông và Bạch Công Quan bị thiệt hại nặng nề và buộc phải đóng cửa. Do thiên tai mưa bão kéo dài và phạm vi có mưa lớn rộng, các đơn vị di tích văn hóa ở các quận và huyện ở Trùng Khánh thường xuyên trong tình trạng khẩn cấp. Nhiều bức tường thành tại di trì Hạ Xuyên Điếu Ngư Thành bị sập do núi lở, tường bị nứt, giao thông trên đường lên núi bị tắc nghẽn, mạng lưới đường ống thoát nước và mương rãnh trong khu di tích văn hóa núi Bảo Định ở Đại Tổ bị hư hại, và các tòa nhà được bảo vệ như quán Thế Anh Nhìn Tay bị thấm rột nghiêm trọng, có nhiều vết rột trên bề mặt ngói của đền Trương Hoàn Hầu ở Vân Dương, và các tòa nhà cổ như tòa nhà Kết Nghĩa, gian hàng Chư Phong, Vương Văn Hiên bị mưa làm ngập lụt, khiến các bức tranh được sơn ngâm nước và hư hỏng. Phía nam của thành phố Phượng Kiệt Bạch Đế gần sông Dương Tử ở độ cao 190m, xảy ra một vụ lở đất rộng 200m2 xuất hiện ở khoảng cách 200m đến 500m và các vết nứt xuất hiện trong tường, nước ngập nhiều nơi trong bảo tàng Tam Hiệp Trung Quốc ở Trùng Khánh. Thiệt hại đối với các di tích văn hóa ở tỉnh Hồ Bắc cũng tương đối nghiêm trọng. Trong số đó, En Thạch Đồ Giáp và khu tự trị dân tộc Miêu, thành phố Kinh Môn, thành phố Tương Phản và huyện Dương Tân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tường thành cổ Tương Dương nứt toác và sạt lở đất ở nhiều nơi. Bức tường thành cổ Kinh Châu thuộc di tích văn hóa quốc gia Lạc Xuyên Đại Thủy Kinh khu phức hợp tòa nhà cổ Lismener cũng đã bị thiệt hại. Địa điểm cách mạng cũ ở phía tây Hồ Nam và Hồ Bắc và di tích văn hóa tỉnh Kinh Sơn Bát Môn, Tân Quân Đoàn 4 Hồ Bắc và Hà Nam, chùa Trung Hương Văn Phong có nguy cơ sụp đổ do mưa lớn gây ra sạt lở đất. Sau thiên tai, các địa phương đều tích cực triển khai các biện pháp, tích cực triển khai công tác tái thiết. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại! Hôm qua, Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới sau thời gian hạn chế dịch COVID-19. Nhiều cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với nước ta. Liệu Việt Nam có thay đổi cách phòng dịch COVID-19 hay không? Những lo ngại về biến thể mới, bên cạnh đó là niềm hy vọng du lịch khởi sắc, cơ hội giao thương hàng hóa. Tất cả sẽ cùng được phân tích trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Nhưng trước hết, xin mời quý vị hãy cùng với những hình ảnh đầu tiên tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam vào ngày đầu Trung Quốc mở cửa. Những hình ảnh bên cạnh tôi đây sau gần 3 năm mới xuất hiện tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Dù 8 giờ mới chính thức mở cửa khẩu, nhưng hàng ngàn người đã xếp hàng dài tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Những người này chủ yếu là công nhân người Trung Quốc làm việc tại các khu công nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trở về quê ăn Tết. Họ đã được thông báo từ trước về quy định xét nghiệm COVID-19 của chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Theo đó, công dân Trung Quốc khi xuất cảnh từ Việt Nam và nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 48 tiếng. Công dân Việt Nam và công dân nước thứ ba tạm thời vẫn chưa được phép nhập cảnh vào Trung Quốc. Để hỗ trợ kịp thời cho những người dân Trung Quốc chưa làm xét nghiệm COVID-19, chính quyền thành phố Móng Cái cũng cắt cử cán bộ y tế sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm cho những công dân chưa biết thông tin phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong 2 tiếng đầu giờ sáng, hơn 1.000 người Trung Quốc đã xuất cảnh để hồi hương về quê ăn Tết. Số người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam là gần 100 người. Việc Trung Quốc thôi áp dụng chính sách Zero Covid đã tạo điều kiện thuận lợi mở cửa hoạt động xuất nhập cảnh đối với người dân hai nước. Vâng, đây là những công dân Trung Quốc đầu tiên hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị xuất cảnh về nước. Có lẽ khi bước qua vạch phân định tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc sau gần 3 năm gián đoạn, những ngư dân này đều có những cảm xúc hồi hộp, xúc động, đặc biệt là khi dịp Tết cổ truyền đang đến rất gần.
Việc Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch là một bước ngoặt lớn trong công cuộc phòng chống đại dịch của Trung Quốc. Còn với nước ta, đó có thể là những tín hiệu mừng về giao thương, xuất nhập khẩu, du lịch. Mặc dù vậy, dịp Tết Nguyên đán 2023, việc phòng chống dịch COVID-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một số người lại lo ngại việc Trung Quốc mở cửa sẽ dẫn đến nguy cơ virus SARS-CoV-2 theo chân dòng người thâm nhập vào nước ta và khiến cho dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nước ta. Vậy nguy cơ này có lớn hay không và chúng ta cần làm gì để giảm thiểu nguy cơ này? Các chuyên gia nhận định, việc mở cửa biên giới có thể dẫn đến nhiều ca nhiễm nhập cảnh vào nước ta, nhưng Việt Nam khó bùng phát dịch trở lại do tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhiều người từng nhiễm nên đã có miễn dịch cộng đồng. Thực tế, Việt Nam cũng đã bãi bỏ xét nghiệm ở cửa khẩu từ rất lâu và hiện đang kiểm soát dịch tốt. Phó giáo sư Trần Đắc Phu, cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, chúng ta đã mở cửa từ lâu rồi, nhưng mà hiện nay là Trung Quốc bắt đầu mở cửa, nghĩa là có người từ Trung Quốc sang nước ta làm ăn tăng lên, đặc biệt là du lịch. Các bạn biết là môi trường du lịch của Việt Nam cũng là một môi trường mà rất nhiều khách Trung Quốc ưa chuộng. Khi mà sang, chắc chắn bên cạnh những cái người không bị nhiễm COVID-19, vẫn có cả những người đang nhiễm COVID-19 mà họ không có triệu chứng, chúng ta không biết được. Thế nên, khi cứ tiếp xúc với người dân Việt Nam thì chắc chắn người Việt Nam sẽ bị lây bệnh. Nhất là những người làm trong các khâu dịch vụ có sự giao tiếp với người nước ngoài như là cơ sở du lịch, các doanh nghiệp. Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 có thể tăng, Việt Nam vẫn cần tiếp tục phòng bệnh linh hoạt, đồng thời tiêm vaccine COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bởi đây vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, đồng thời chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác. Phó giáo sư Trần Đắc Phu nói, tôi cũng hy vọng rằng khi người dân Trung Quốc tràn sang có thể có những ca tăng lên, nhưng dựa vào sự miễn dịch của chúng cũng có thể không bị bùng phát mạnh. Ở đây, bùng phát là tôi muốn nói rằng là không bị quá tải hệ thống y tế, không bị tử vong, chứ có thể có số ca nó cũng tăng lên. Nhưng bởi vì chúng ta đã có miễn dịch, thì nếu chúng ta có mắc thì triệu chứng nó cũng nhẹ. Trong lúc này chúng ta không chủ quan, nhưng chúng ta cũng không nên làm thái quá để chúng ta mở cửa. Tôi cho rằng đây cũng là một cơ hội cho Việt Nam để chúng ta phát triển làm ăn kinh tế. Thế nên trong lúc mà Trung Quốc mở cửa, chúng ta có rất nhiều thương vụ làm ăn kinh tế chúng ta vẫn phải thực hiện. Nhưng ý tôi muốn nói tới vấn đề nới lỏng nhưng không buông trôi, thả lỏng. Nới lỏng đồng bộ, có mở cửa thì mới có du lịch thì mới có khách sạn thì mới có các hoạt động khác, có thu nhập kinh tế. Việt Nam sắp đón Tết Nguyên đán, nhu cầu di chuyển nhiều nên vẫn cần cảnh giác, có ý thức bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Không chỉ phòng chống dịch COVID-19 mà còn ngừa nhiều bệnh hô hấp khác của mùa đông xuân. Đặc biệt người già, người miễn dịch yếu, người bệnh nên cần hạn chế đi lại. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu ngày hôm qua, Trung Quốc cũng đã gỡ bỏ tất cả biện pháp xét nghiệm acid nucleic phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa đông lạnh. Việc Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp xét nghiệm cách ly phòng dịch COVID-19 được đánh giá là cơ hội lớn cho xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam. Trong giai đoạn Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, hoạt động xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp qua thị trường này gặp nhiều khó khăn khi không chỉ lượng hàng xuất khẩu giảm, giá giảm mà thời gian thông quan kéo dài khiến chi phí tăng lên. Mặc dù vậy, đối với ngành thủy sản, năm 2022 xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc vẫn tăng mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu tăng gấp đôi. Do vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới sẽ là cơ hội lớn đối với ngành thủy sản của Việt Nam. Ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ ngày hôm qua mở cửa thị trường Trung Quốc thì có thuận lợi gì không? Theo tôi là rất thuận lợi. Thứ nhất là về đường biên giới trên bộ, toàn bộ năm vừa rồi là các loại hàng sống gần như đi trên bộ mà không đi được đường bộ thì tắt toàn bộ hàng sống. Đặc biệt là những mặt hàng có giá trị cao như là cua, tôm hùm, tôm thẻ và tôm sú sống. Khi mở cửa thì các mặt hàng này sẽ tăng mạnh. Thứ hai là sức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc, tức là toàn bộ năm vừa qua tất cả các nhà hàng đóng cửa. Nhưng mà khi mở nhà hàng ra, các loại mặt hàng sống như là mặt hàng cao cấp mà tôi vừa lấy ví dụ như là tôm, cua và các mặt hàng sống khác sẽ tăng rất là mạnh mẽ.
Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cũng nhận định rằng cá tra Việt Nam sẽ là mặt hàng có thể lấp đầy khoảng trống cá thịt trắng từ Nga và thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc. Ngoài thủy sản, đối với ngành chăn nuôi cũng mở ra rất nhiều cơ hội về triển vọng xuất khẩu sang thị trường này. Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho biết, đầu năm 2023 này, Cục sẽ hoàn tất để trình lãnh đạo Bộ cũng như là đề nghị phía cơ quan của Trung Quốc trình với các cơ quan có thẩm quyền Trung Quốc để 22 bộ sẽ ký đảm bảo các thỏa thuận về vùng an toàn về lở mồm long móng. Khi chúng ta đã có được sự chấp nhận của hai nước thì việc sản xuất chăn nuôi bao gồm gà, lợn, gia súc, gia cầm sẽ rất là thuận lợi trong các khâu xuất khẩu trong thời gian tới. Cùng với ngành thủy sản, ngành chăn nuôi mặt hàng trái cây, hoa quả và nhiều loại nông sản khác của Việt Nam cũng mở ra cơ hội tăng trưởng rất lớn khi chính sách Zero Covid được gỡ bỏ. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong nửa cuối tháng 12, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo tất cả lãnh đạo bộ phải quán triệt các địa phương, đặc biệt các tỉnh phục vụ các địa bàn để mở cửa tối đa thị trường Trung Quốc. Nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay chiếm hơn 17% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Việc mở cửa biên giới trở lại của Trung Quốc sau dịch Covid-19 xuất khẩu nông sản sẽ tăng cao hơn trong những tháng tới của năm 2023. Thị trường Trung Quốc chiếm tới 1/3 lượng khách quốc tế tới Việt Nam. Khi Trung Quốc mở cửa biên giới cũng sẽ mở ra cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam. Từ ngày hôm qua, các hãng hàng không Việt Nam cũng chính thức khai thác đường bay thường lệ đến Trung Quốc nhằm phục hồi thị trường hàng không, đẩy mạnh du lịch giữa hai nước. Cụ thể, Vietnam Airlines khôi phục toàn bộ đường bay giữa Hà Nội với Nam Kinh, Thượng Hải, giữa Thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Quảng Châu, tần suất 6 chuyến mỗi tuần. Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng khai thác các chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Vũ Hán với 6 chuyến mỗi tuần. Từ ngày 23 tháng 1, hãng khai thác thêm chặng từ Cam Ranh đến Trường Sa, Thành Đô. Hãng Pacific Airlines khai thác các đường bay Hà Nội đi Hàng Châu, Nam Ninh với 2 chuyến mỗi tuần. Hãng cũng có kế hoạch bay đến Quảng Châu và Phúc Châu từ mùa hè tới. Bamboo Airways tiếp tục khai thác đường bay Hà Nội - Thiên Tân với 1 chuyến mỗi tuần. Để nhập cảnh Trung Quốc, hành khách cần có đủ giấy tờ theo quy định của phía Trung Quốc như giấy xét nghiệm PCR 48 tiếng trước giờ bay, không cần xin mã sức khỏe từ Đại sứ quán Trung Quốc tại nước ngoài, nhưng phải đến kết quả xét nghiệm và thẻ xin mã sức khỏe nhập cảnh hải quan tại sân bay đến. Không chỉ mở ra cơ hội đối với ngành du lịch Việt Nam, sự trở lại của du khách Trung Quốc được kỳ vọng góp phần tạo động lực cho nhiều quốc gia, trong đó có những nước Đông Nam Á, từng bước hồi phục và phát triển sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Với việc không yêu cầu xét nghiệm âm tính Covid-19 trước khi nhập cảnh, ngành du lịch Thái Lan sẽ cùng với các quốc gia Đông Nam Á khác trở thành những nước hưởng lợi đầu tiên từ việc Trung Quốc chấm dứt các quy định kiểm soát biên giới của họ. Thái Lan dự kiến sẽ đón ít nhất 5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc đến trong năm nay, khoảng một nửa số lượng được ghi nhận trước đại dịch Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa lại biên giới từ ngày hôm qua. Dok Chan Gopwe, chủ tiệm massage Bangkok, Thái Lan cho biết, tôi sợ Covid-19 nhưng tôi vẫn muốn làm việc. Tôi vẫn muốn du khách Trung Quốc quay trở lại vì tôi cũng sợ cảnh chết đói. Tại thiên đường du lịch Bali ở Indonesia, các nhà hàng khách sạn cũng đã sẵn sàng đón làn sóng du khách từ Trung Quốc quay trở lại. Năm 2019, thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra, Indonesia đón gần 2 triệu khách Trung Quốc. Đây là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với xứ sở vạn đảo. Ikomang Zengel, quản lý nhà hàng Happy Chappy Bali Indonesia nói, nhà hàng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về dịch vụ cũng như nguồn cung ứng thực phẩm. Một số cơ sở lữ hành đã hợp tác với chúng tôi để đón du khách từ Trung Quốc quay trở lại. Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, lượng hành khách trong cuộc đại di chuyển mùa xuân mang tên Xuân Vận dịp Tết Nguyên đán năm nay của nước này có thể sẽ đạt gần 2,1 tỷ lượt người. Nhiều điểm đến như Australia, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và một số nước EU đều yêu cầu khách đến từ Trung Quốc nhập cảnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Do đó, Đông Nam Á đang là một điểm đến hấp dẫn đối với hàng triệu du khách Trung Quốc. Thưa quý vị, vừa rồi bản tin tổng hợp về ngày đầu Trung Quốc mở cửa trở lại tại biên giới cùng với nhiều cơ hội mở ra.
Bên cạnh các nhóm sản phẩm kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên số, cô trưng bày các sản phẩm quốc phòng của Viettel đã thể hiện tư duy khát vọng làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là các công nghệ lõi, góp phần quan trọng nâng cao tiềm lực kinh tế quốc phòng Việt Nam, đẩy nhanh tiến trình tiến thẳng lên hiện đại của một số quân binh chủng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tá Tăng Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội cho biết, mong muốn được giới thiệu với cả bạn bè quốc tế các sản phẩm do chính con người Viettel, chính con người Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Thiếu tá Dương Anh Trà, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng TCT Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội nói, định hướng của chúng tôi trong thời gian tới là song hành với thế giới. Tất cả các sản phẩm sẽ ở trình độ công nghệ tương đương với thế giới và đi cùng với thế giới trong việc nghiên cứu cũng như là phát triển công nghệ. Đồng chí Phạm Ngọc Trung, Trung tâm Mô phỏng TCT Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội phát biểu, tôi cũng nhận thấy được sự háo hức và sự tự hào của người dân Việt Nam rất là lớn đối với các vũ khí, các trang thiết bị, khí tài công nghệ cao hiện nay. Đây là một cái động lực để chúng tôi tiếp tục mà nghiên cứu và phát triển thêm những hệ thống vũ khí, khí tài huấn luyện đạt công nghệ tiệm cận trên thế giới. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vừa qua là sự kiện do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức, lần đầu đã quy tụ hơn 170 đơn vị đến từ 30 quốc gia tham gia trưng bày các sản phẩm quân sự và dân sự phục vụ an ninh quốc phòng. Chiếm vị trí lớn trong khu vực trưng bày trong nhà là gian hàng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel với 60 sản phẩm quân sự thuộc 7 chủng loại khác nhau như thiết bị thông tin liên lạc, radar, máy bay không người lái, các hệ thống tác chiến điện tử. Với thiết kế của khu trưng bày mang tính mở, sản phẩm được bố trí khoa học, hợp lý, đã góp phần đem lại cái nhìn tổng thể cho khách tham quan và trải nghiệm. Công nghệ tiên phong đồng hành thế giới, đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt trong phần triển lãm của Viettel tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam vừa qua. Và những sản phẩm quân sự được lựa chọn cẩn thận, kỹ càng đã thể hiện được phần nào những thành tựu mà Viettel đạt được trong thời gian qua. Trước hết, đó chính là sự khẳng định khả năng làm chủ của những người lính Viettel. Là trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế chế tạo radar Made in Việt Nam, tham dự triển lãm, Viettel đem đến 9 sản phẩm radar ở 3 nhóm, radar phòng không 2D, radar phòng không 3D và radar cảnh giới biển. Mặc dù mới chỉ bắt đầu tham gia nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo radar từ năm 2011, tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng, Viettel đã liên tiếp cho ra những sản phẩm radar hiện đại, công nghệ cao được Bộ Quốc phòng nghiệm thu và trang bị cho một số đơn vị thuộc các quân binh chủng trong toàn quân. Phát biểu tại triển lãm, Đại tá Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Radar, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội cho biết, các radar do Viettel nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cũng đã được trang bị trong các quân binh chủng trong thời gian qua rất là nhiều, trong đó là có quân chủng phòng không không quân và quân chủng hải quân. Các khí tài này khi trang bị vào trong quân chủng đều được đánh giá rất cao về các tính năng, đặc điểm. Thứ nhất là tính chính xác, ổn định và khả năng chống nhiễu của khí tài. Thứ hai là khả năng vận hành cơ động cao của khí tài. Nó thuận lợi hơn rất nhiều so với các khí tài cũ trước đây. Với những sản phẩm đài radar cảnh giới bắt sóng thấp decimet đã được Bộ Quốc phòng nghiệm thu và cũng là đài radar chủ lực mà quân chủng phòng không không quân đưa vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao vượt bậc năng lực cảnh giới vùng trời quốc gia. Đài có khả năng phát hiện mục tiêu xa hàng trăm km, đặc biệt hệ thống được triển khai thu hồi bán tự động bằng điều khiển điện và thủy lực, giúp giảm thời gian thu hồi đài xuống chỉ bằng 1/4 so với các đài radar thế hệ cũ. Việc làm chủ thiết kế cũng cho phép dễ dàng nâng cấp, tùy biến phần mềm, phần cứng của sản phẩm sao cho tương thích với những yêu cầu kỹ thuật phát sinh, đồng thời tránh phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Và đây là sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực radar do chính người Viettel làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế đến gia công sản xuất. Đại tá Trần Trung Kiên nói, khi chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu về lĩnh vực radar này thì thực sự gặp rất nhiều khó khăn vì hai lý do chính. Lý do thứ nhất là các tài liệu. Các công nghệ về radar trên thế giới người ta không công khai phổ biến để chúng tôi có thể học hỏi được và chúng tôi bắt buộc phải dùng nhiều cách. Chúng tôi phải đi học, chúng tôi phải tự tìm tòi, học hỏi, chúng tôi phải tự nghiên cứu, tự trải nghiệm.
Có những lần thử sai thì từ đó là chúng tôi đúc rút ra những kiến thức và kinh nghiệm để mà phát triển các hệ thống ngày càng hiện đại hơn và tối ưu hơn. Phát huy những thành tựu đạt được, Viettel tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ và tiên phong trong lĩnh vực radar bằng việc cho ra đời các sản phẩm radar 3D, ba tọa độ là radar 3D tầm gần, radar 3D tầm trung. Đây là các radar thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới với những tính năng vượt trội như khả năng kháng nhiễu cao, kích thước tương đối nhỏ gọn, triển khai và thu hồi nhanh, có khả năng việt dã cao trên mọi địa hình. Đài radar 3D do Viettel làm chủ về công nghệ sản xuất cho thấy các tính năng kỹ thuật, chiến thuật tương đương với các sản phẩm radar hiện đại trên thế giới và có khả năng thay thế các dòng sản phẩm radar cũ đang trang bị trong quân đội ta. Đại tá Trần Trung Kiên cho biết radar này là loại radar phòng không áp dụng rất nhiều công nghệ mới, nổi bật nhất là công nghệ quét bước sóng điện tử. Công nghệ này là công nghệ dựa trên cụm anten mảng pha. Bằng việc điều khiển tín hiệu sóng điện tử vào từng phần tử anten bằng cách xoay pha và điều khiển biên độ của các tín hiệu này thì sẽ giúp cho chúng tôi điều khiển theo ý muốn được định hướng, lái các tia sóng điện tử ra khỏi anten theo ý muốn của mình. Nhờ vào đó thì chúng tôi có thể xác định vị được chính xác tọa độ của mục tiêu ở trong không gian, đặc biệt là về độ cao. Điều đáng chú ý, những sản phẩm radar mang thương hiệu Viettel được trưng bày tại Việt Nam Defun 2022 đều có hàm lượng công nghệ tương đương và có nhiều tính năng vượt trội hơn với sản phẩm cùng loại của các quốc gia có nền khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới. Bằng ý chí quyết tâm, các kỹ sư Viettel đã chứng minh chân lý mang tính thương hiệu của mình, công nghệ do quá trình lao động mà có, không phải do chuyển giao. Việc làm chủ công nghệ, nghiên cứu và chế tạo cho phép chúng ta chủ động trong công tác bảo trì, sửa chữa, cải tiến và đặc biệt đảm bảo tính bảo mật, đồng thời tiết kiệm đáng kể cho ngân sách quốc phòng. Đại tá Trần Trung Kiên nói, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển công nghệ về radar và sẽ đi theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất là nghiên cứu các công nghệ mới, các xu hướng và kỹ thuật mới trên thế giới về lĩnh vực radar để áp dụng vào các radar hiện tại cũng như là các radar trong tương lai. Và hướng thứ hai là chúng tôi sẽ mở rộng các giải sản phẩm radar của chúng tôi, không chỉ là những loại radar có mặt trong triển lãm ngày hôm nay mà sẽ còn rất nhiều chủng loại radar cho tất cả các lĩnh vực quốc phòng khác trong tương lai. Để hiện thực mục tiêu đưa ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hùng mạnh hơn, Viettel tiến công vào lĩnh vực rất khó, đó là tự nghiên cứu sản xuất, làm chủ các thiết bị quân sự công nghệ cao như hệ thống radar cảnh giới phòng không và cảnh giới biển, máy bay không người lái và nhiều vũ khí phòng không công nghệ cao tối tân khác. Trong đó, dòng sản phẩm UAV trinh sát tầm gần do Viettel nghiên cứu, chế tạo với hệ thống quang điện tử có khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm, tự động nhận diện, theo dõi các mục tiêu trong phạm vi hàng chục km. Ông Dương Văn Bách ở Trung tâm Mô phỏng Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội cho biết, Viettel đã làm chủ được thiết kế hệ thống của UAV cũng như các công nghệ lõi, bao gồm công nghệ chế tạo thân vỏ, công nghệ điều khiển bay và thiết kế trạm thông tin hệ thống mặt đất. Các sản phẩm UAV này có chức năng là trinh sát, bắt bám và chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực nhờ được trang bị các camera quang ảnh nhiệt, có thể hoạt động được cả ngày và đêm. Các sản phẩm UAV này có thể được cất hạ cánh thẳng đứng tự động hoàn toàn, nhờ đó có thể được triển khai trong cự ly và không gian rất hẹp. Ngày nay, với đặc điểm giảm tối đa sự hiện diện của con người, máy bay không người lái UAV có thể thực hiện nhiệm vụ ở những nơi mà con người khó tiếp cận, nguy hiểm. UAV đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của nhiều nước trên thế giới, tiên phong trong nắm bắt và làm chủ những công nghệ mới. Viettel đã nghiên cứu ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, công nghệ vật liệu, công nghệ động cơ lực đẩy, điện tử, các cảm biến trinh sát, tình báo, điều khiển và dẫn đường, tích hợp trong sản phẩm UAV trinh sát hạng nhẹ này. Với khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, khả năng nhìn ngày và đêm, máy bay không người lái trinh sát hạng nhẹ đặc biệt phát huy hiệu quả trong những nhiệm vụ trinh sát quân sự ở những nơi con người khó tiếp cận, đồng thời có khả năng mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực dân sự như tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ phá án, giám sát tài nguyên rừng, nông nghiệp, hành lang lưới điện. Ông Dương Văn Bách cho biết hiện tại Viettel vẫn đang nghiên cứu và phát triển các dòng UAV có kích thước, có cự ly và có tầm bay xa hơn. Sản phẩm của Viettel đã ngày càng tiệm cận được các xu hướng công nghệ tiên tiến trên thế giới. Với việc áp dụng các chuỗi quân sự trên thế giới như các tiêu chuẩn thiết kế của NATO và các tiêu chuẩn thiết kế khác,
về yêu cầu nghiêm ngặt của hàng không để đảm bảo chất lượng sản phẩm UAV sẽ có chất lượng và tính bảo mật an toàn cao nhất, độ tin cậy cao nhất. Với năng lực hiện có và những kết quả đạt được trong hành trình, không chỉ làm chủ phần mềm là lõi của sản phẩm và thế mạnh của Việt Nam, mà Viettel xác định tiến tới làm chủ phần cứng và đặc biệt là chipset. Hiện tại, Viettel đã làm chủ nhiều công nghệ lõi quan trọng như chipset, bán dẫn, phần mềm và cũng trên nền tảng công nghệ thông tin phát triển, cùng tham vọng làm chủ các công nghệ lõi tiên tiến của thế giới, ứng dụng trong nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm quân sự. Các kỹ sư của Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao đã gắn mác Viettel lên nhiều sản phẩm mô phỏng phục vụ cho huấn luyện trong quân sự. Hệ thống mô phỏng bắn súng này là một trong số đó. Hệ thống này thì cho phép người tập sử dụng súng thật và ngắm bắn, thực hiện các động tác ngắm bắn trên màn chiếu. Hệ thống này được tích hợp công nghệ bộ tạo giật không dây, được lắp trực tiếp trên súng thật và công nghệ này giữ cho súng mô phỏng có kích thước, khối lượng và không làm thay đổi bất cứ thao tác sử dụng nào của súng thật, tạo ra một cái cảm giác chân thực nhất cho người tập. Công nghệ thứ hai đó là mô hình toán của các loại đạn trong súng. Chúng tôi cũng đã xây dựng lên các mô hình tính toán quỹ đạo đường đạn, trong đó có tính đến tất cả các yếu tố về môi trường như là gió, hướng gió, tốc độ gió, áp suất khí quyển và nhiệt độ. Do đó, kết quả của hệ thống huấn luyện này là vô cùng chính xác. Ở nước ngoài, công nghệ mô phỏng không xa lạ nhưng còn khá mới tại Việt Nam. Sự ưu việt của các thiết bị huấn luyện mô phỏng như giảm thời gian tập trên trang bị thực nhưng vẫn đảm bảo chất lượng huấn luyện, giảm tác hại tới môi trường, tránh được những nguy cơ mất an toàn và đã trở thành động lực để các kỹ sư Viettel phát triển các sản phẩm mô phỏng, phục vụ huấn luyện cho nhiều lực lượng khác nhau. Một trong những đặc điểm đặc biệt của hệ thống mô phỏng bắn súng do Viettel chế tạo đó là sử dụng mô hình tính toán quỹ đạo đạn và khả năng phát hiện điểm laser, đảm bảo chiều cao đường đạn và độ trụm sau khi đã căn chỉnh súng tương đương như súng thật. Với hệ thống này, nhóm có từ 1 đến 9 người có thể thực hiện bắn cùng một lúc với nhiều tư thế. Trong khi bắn sẽ có hệ thống tính điểm và thông báo tới từng thành viên. Thông tin được lưu trữ làm cơ sở cho việc đánh giá cả quá trình học tập, từ đó đưa ra các cải tiến hoạt động huấn luyện có thể tùy biến trên hệ thống để người sử dụng có những trải nghiệm chân thực khi bắn súng trong môi trường ảo. Ngoài hệ thống mô phỏng bắn súng, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ Viettel đã nghiên cứu, sản xuất thành công các hệ thống mô phỏng hiện đại khác phục vụ đào tạo, huấn luyện như mô phỏng xe tăng, mô phỏng máy bay, mô phỏng huấn luyện trinh sát đặc nhiệm. Hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô có tên gọi là Voto do Viettel sản xuất cũng chính là sản phẩm mô phỏng lái xe ô tô đầu tiên được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Với việc sử dụng thiết bị và công nghệ mô phỏng hiện đại như công nghệ tính toán mô phỏng động lực học, thời gian thực, công nghệ Rap Amphen, ghép trộn máy chiếu trong hiển thị hình ảnh, các thuật toán điều khiển cơ cấu mô phỏng chuyển động 6 bậc tự do đã đem lại cảm giác chân thực cho khách tham quan khi trải nghiệm sản phẩm này. Với những thành tựu đã đạt được, Viettel đã thành công trong việc chứng minh năng lực công nghệ Việt đang từng bước tiệm cận, thậm chí ngang hàng với thế giới. Đây là tiền đề quan trọng để Viettel trở thành hạt nhân của tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Không ngủ quên trên những thành tựu đó, khát vọng tiếp tục chinh phục và làm chủ những công nghệ mới nhất sẽ là đòn bẩy để Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tiếp tục vươn xa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa quân đội và phát triển, vươn tầm khu vực và thế giới trong tương lai. Lào đã thay thủ tướng và người lên nắm quyền là con cháu của một triều đại chính trị lớn và là đầu mối quan trọng cho đầu tư của Trung Quốc. Sonsay Sinsadon đã nắm chức thủ tướng Lào vào tuần trước sau khi người tiền nhiệm bất ngờ từ chức sớm, sau nhiều tuần có tin đồn về việc liệu ông có ra đi hay không. Phan Kham Vi Phạm Vanh đã đệ đơn từ chức vào ngày 30 tháng 12, ngày cuối cùng của kỳ họp Quốc hội. Ông trở thành thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong thời kỳ Cộng sản, kỳ chỉ giữ chức vụ trong 24 tháng. Dưới nhiệm kỳ của ông, Lào đã có các phản ứng đặc biệt kém về COVID-19 vào năm 2021 và sau đó bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế trên nhiều mặt trận vào năm ngoái. Ông cũng là trung tâm của một số vụ bê bối làm hoen ố hình ảnh một bộ máy ngay thẳng trước đây. Tôi đã 72 tuổi và sức khỏe không còn tốt nữa, Phan Kham nói trước hội đồng. Vì điều này tôi cảm thấy rằng mình không còn có thể gánh vác được những gánh nặng của đất nước đang phải đối mặt. Sonsay Sinsadon, cựu phó thủ tướng Lào và bộ trưởng đầu tư đã nhận được phiếu bầu gần như là nhất trí từ Quốc hội để trở thành thủ tướng tiếp theo. Ở tuổi 56, ông là một trong những thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nơi đây. Tôi hiểu sâu sắc rằng đây sẽ là một vai trò khó khăn và thách thức, ông nói trước Quốc hội. Thật vậy, Lào là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất châu Á.
đồng tiền mất giá nhanh và không có gì chắc chắn nước này sẽ không vỡ nợ với các khoản nợ nước ngoài. Phần lớn trong số đó là nợ đối tác chính Trung Quốc, đặc biệt là cho dự án đường sắt cao tốc kết nối hai quốc gia. Nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất của Son Say đó là sẽ thuyết phục Bắc Kinh cho phép hoãn nợ đối với các khoản vay vào thời điểm hầu như họ không đủ khả năng để trả lại. Về phần mình, Bắc Kinh sẽ không muốn một đối tác quan trọng khác trong sáng kiến vành đai con đường vỡ nợ. Son Say đến từ một trong hai triều đại chính trị quan trọng nhất của Lào. Cha của ông Kham Tai Sinphadon là cựu thủ tướng và chủ tịch nước trong những năm 1990. Ở tuổi 98, ông vẫn có ảnh hưởng lớn đối với đảng. Son Say, với tư cách là nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo, được các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng ủy thác, những người cũng xuất thân từ các gia tộc chính thống và thân cận với các triều đại Toshiro Nishizawa, giáo sư đại học Tokyo và là cựu cố vấn cho chính phủ Lào, cho hay sự thăng tiến của Son Say có thể phản ánh những nỗ lực trẻ hóa lãnh đạo nhanh chóng. Với sự đồng thuận của giới nội bộ do Thonglun Sisulit lãnh đạo, chủ tịch kiêm tổng bí thư đảng Cộng sản Nishizawa nói thêm. Với nguồn gốc quyền lực của các triều đại, một số nhà phân tích nghi ngờ liệu Son Say có phải là một nhà ký trị hay không, mặc dù ông đã đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong chính phủ và đã được bổ nhiệm làm chủ tịch một lực lượng đặc nhiệm kinh tế được thành lập năm 2022. Một nhà phân tích giấu tên cho biết nó có thể là một bước thụt lùi đối với bất kỳ sáng kiến quản trị tốt nào ở Lào, chẳng hạn như chúng đã có. Thật vậy, gia đình Sinphadon nổi tiếng thân cận với các quan chức tham nhũng và dính líu đến thế giới mở ám khai thác tài nguyên của Lào. Một nhà phân tích lưu ý rằng Son Say đã chứng kiến đỉnh điểm bùng nổ khai thác gỗ ở Lào năm 1990. Tâm trạng ở Lào là rất phức tạp, mặc dù tin đồn đã lan truyền trong nhiều tuần rằng Phan Kham sẽ nghỉ hưu. Một cư dân Lào nói Export Time rằng họ hy vọng Son Say có thể chấn chỉnh chính phủ và rất ngạc nhiên khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cầm quyền tổ chức trực tiếp quản lý, chuyển giao quyền lực, thậm chí còn chấp nhận điều đó. Một số nhà phân tích đã nghi ngờ tin đồn trong những tuần gần đây rằng Phan Kham sẽ từ chức, vì họ tin rằng đó sẽ là sự thừa nhận rõ ràng về nhân sự và thất bại chính sách của đảng. Mặc dù Phan Kham lấy lý do sức khỏe kém, điều này có thể đúng hoặc không, nhưng rất nhiều người Lào đã cho rằng ông ta bị buộc phải thôi chức vụ. Một cư dân mạng khác của Vientiane đã nói rằng hầu hết mọi người đều cam chịu với tình hình hiện tại. Hầu hết thanh niên ở nông thôn đã rời đi làm việc ở Thái Lan. Những người có học đều cố gắng giành học bổng. Việc Son Say đảm nhận vị trí thủ tướng là một chiến thắng lớn đối với gia tộc Sinphadon, có cơ sở quyền lực nằm ở phía nam đất nước. Em gái của ông Vientiane Sinphadon đã nhanh chóng thăng tiến tại đại hội toàn quốc lần trước của đảng năm 2021 để trở thành chủ tịch mới của tòa án tối cao. Bà nguyên là trưởng phòng tổ chức kiểm toán nhà nước. Vientiane đã kết hôn với Kampen Saisonpheng, cựu bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội, sau đó là bộ trưởng bộ công thương. Ông này bị thay thế vào tháng 6. Một nhà phân tích viết trong năm 2015 cho biết rằng ông được nhiều người coi là một trong nhiều quan chức chính phủ cấp cao tham nhũng. Ngoài Vientiane, đứng thứ 18 trong Ủy ban Trung ương là hai thành viên khác của gia tộc Sinphadon ngồi trong cơ quan ra quyết định của đảng. Viên Savat xếp thứ 52 và Asafatong xếp thứ 64. Son Say lần đầu tiên lọt vào Ủy ban Trung ương năm 2006 sau khi giới chức tỉnh trưởng Chapasak Tây Nam Lào. Một thập kỷ sau, lần đầu tiên ông được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Thủ tướng, một vị trí giúp ông có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với Thủ tướng Thonglun Sisulit vào thời điểm đó. Thonglun hiện là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Ngoài vai trò là Phó Thủ tướng, Son Say năm 2019 đã trở thành Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong những vị trí quyền lực nhất trong nội các. Vì cơ quan này có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư có ảnh hưởng tới từ Trung Quốc và Việt Nam, cũng như tiếp cận trực tiếp với các chính phủ ở Bắc Kinh và Hà Nội. Do dòng dõi gia đình với sự thăng tiến nhanh chóng qua các cấp bậc trong đảng, một số nhà phân tích nghi ngờ rằng Son Say có thể đã được bổ nhiệm làm thủ tướng trong các cuộc cải tổ quyền lực 5 năm một lần, gần đây nhất là vào năm 2021. Nhưng nhiều tháng trước khi Quốc hội đưa ra thông báo, ông chỉ nhận được vị trí thứ 9 trong Bộ Chính trị, trong Đại hội Đảng Toàn quốc, một dấu hiệu cho thấy ông sẽ không giành được chức thủ tướng. Thay vào đó, bài đăng đó đã được chuyển đến Phan Kham, người được cho là đã tiếp quản vào thời điểm sai lầm.
sau khi hầu như không có ca COVID-19 nào vào năm 2020. Tỷ lệ lây nhiễm và tử vong đã tăng vọt vào những tháng sau khi Frank Kham trở thành thủ tướng vào tháng 3 năm 2021. Có thời điểm vào năm ngoái, Lào đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19 của Nikkei châu Á. Sau đó, cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2022 lạm phát đã lên tới gần 40%. Đồng nội tệ, đồng kíp đã giảm giá trị tới 68% so với đồng đô la tính đến tháng 10. Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội ước tính rằng khoảng 1/5 lực lượng lao động đã thất nghiệp. Tồi tệ hơn, nghĩa vụ trả nợ của Lào sẽ đạt trung bình 1,3 tỷ đô mỗi năm từ năm sau cho đến năm 2026, gần bằng số tiền nhà nước có trong dự trữ ngoại hối chính thức vào tháng 6. Không rõ liệu Lào có thể tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán này, liệu nước này sẽ được khoán nợ thêm từ Trung Quốc, chủ nợ bên ngoài chính thức của nước này hay không. Nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng vỡ nợ có thể xảy ra. Van Kham có thể là gương mặt đại diện cho những cuộc khủng hoảng này, nhưng Son Say đã đóng vai trò tích cực sau khi bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm kinh tế của chính phủ vào tháng 6. Ông đưa ra báo cáo kinh tế tại kỳ họp gần nhất Quốc hội vào tháng 12. Van Kham cũng bị đeo bám bởi những vụ bê bối. Ông đã bị chỉ trích vì cáo buộc nhượng bộ quá nhiều cho việc khai thác mỏ ở phía bắc đất nước và về việc chính phủ của ông không giải quyết triệt để nạn tham nhũng, Đài Châu Á Tự Do đưa tin. Ngoài ra, có tin đồn rằng gia tộc Sinh Phan Đôn tiến hành động thái quyền lực vì Khan Thai, tộc trưởng 98 tuổi, hiện sức khỏe không tốt. Nhưng một số nguồn tin Lào nói với ASEAN Times rằng việc thăng chức của Son Say có thể đến sớm hơn mong muốn vì các thủ tướng Lào hiếm khi tái đắc cử. Son Say là một nhân vật thỏa hiệp trong Đảng Cộng sản cầm quyền, nguồn tin cho biết. Không rõ là Son Say sẽ được hưởng lợi hoàn toàn từ cuộc cải tổ sớm này và có thể không khôn ngoan hơn về mặt chính trị đối với ông nếu Van Kham tiếp tục làm việc thêm 12 tháng hoặc lâu hơn và sau đó tổ chức một cuộc cải tổ khi khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất dự kiến sẽ kết thúc. Hầu hết các nhà phân tích đều kỳ vọng tình hình kinh tế sẽ tốt hơn một chút vào năm tới hoặc cùng các vấn đề lớn sẽ tồn tại như Thời báo Châu Á đã đưa tin vào tuần trước. Ngân hàng Thế giới dự kiến mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP vào khoảng 3,8% so với mức chỉ 2,5% vào năm 2022. Vị trí Thủ tướng Son Say có thể được giúp đỡ ở chỗ việc thăng chức của ông ấy diễn ra khi Trung Quốc đang chạy đua trên con đường mở cửa trở lại từ không có COVID-19. Số lượng khách du lịch Trung Quốc dự kiến đến thăm Lào vào năm nay sẽ tăng, thúc đẩy những lĩnh vực quan trọng đang cạn kiệt và cung cấp thêm dự trữ ngoại tệ cho kho bạc nhà nước. Dự kiến Trung Quốc sẽ đầu tư vào giao dịch nhiều hơn với Lào vào năm 2023. Cha của Son Say là ông Kham Tai, là nhà lãnh đạo quân sự trong đảng những năm 1970 và 1980 và đã bị nghi ngờ là phản đối những ý tưởng cải cách ủng hộ thị trường tự do. Do Tổng thư ký sáng lập của đảng Khaesson Phomvihan lãnh đạo, tuy nhiên Kham Tai đã giám sát nhiều cải cách kinh tế trong thời gian làm thủ tướng vào đầu những năm 1990, mặc dù ông phản đối mạnh mẽ cải cách chính trị. Son Say được cho là sẽ không dẫn dắt bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong chính sách đối ngoại của Lào, quốc gia đang cố gắng cân bằng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Các đối tác thương mại và chính trị của Lào, Van Kham, được một số người cho rằng là thân cận với phía Việt Nam hơn vì ông từng là chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt. Vào tháng 11 năm 2000, Chủ tịch Giang Trạch Dân trở thành nguyên thủ quốc gia Trung Quốc đầu tiên thăm Lào, theo lời mời của Chủ tịch Lào, khi đó là Kham Tai Sinh Phan Đôn. Với tư cách là Bộ trưởng Đầu tư, Son Say đã tham gia sâu vào một số dự án do Trung Quốc dẫn đầu, bao gồm tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào trị giá 6 tỷ đô, dẫn đến nợ ngập đầu. Ông cũng có quan hệ tốt với cả Việt Nam và Thái Lan. Vào tháng 10 năm 2017, ông dẫn đầu một phái đoàn đến Hà Nội để gặp Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên chúc mừng Son Say lên chức Thủ tướng. Thứ khiến cộng đồng quốc tế lo ngại là hiện nay Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với nhiều quốc gia, cái mà họ gọi là chủ quyền và lợi ích trên biển khi không thuộc về họ. Ngoài ra, trong khi Nga và Mỹ đang vướng bận với tình hình chiến sự Ukraine, Trung Quốc đã đến 8 đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, đặt viên gạch đầu tiên cho một căn cứ quân sự ở Solomon hoặc tại Campuchia. Truyền thông phương Tây cho rằng Trung Quốc đang bí mật khởi công xây dựng, mở rộng căn cứ quân sự ở Sihanoukville.
Như vậy, bằng một loạt các hoạt động gia tăng quân sự ngoài thực địa, cũng như nỗ lực pháp lý hóa cho các hành động vô pháp của mình, Trung Quốc đang đẩy sức nóng Biển Đông càng tăng nhiệt qua từng ngày, từng giờ, nói thẳng ra sự thay đổi theo hướng cứng rắn như trường hợp luật hải cảnh, chẳng khác nào ép buộc đối phương lao vào xung đột có vũ trang trên biển. Ở chiều ngược lại, làn danh đỏ ngày càng lộ rõ nét trên Biển Đông khi Mỹ và các quốc gia khối tứ giác đồng minh không chỉ dừng ở các cuộc tập trận tăng cường vận chuyển khí tài cho hoạt động huấn luyện chung diễn ra thuận lợi, mà việc chống Trung Quốc đã được các nước đồng minh đi vào chiều sâu hơn khi thực hiện chiến dịch kêu gọi các quốc gia thực hiện các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Đặc biệt, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở là tầm nhìn được Nhật Bản và Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ nhằm cân bằng với sức ảnh hưởng về kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Có thể nói, những bước tiến quân sự vô pháp trên Biển Đông của Trung Quốc đã và đang để lại nhiều lo lắng, quan ngại cho các nước trong vùng ảnh hưởng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đồng thời đẩy tình hình Biển Đông không khác gì quả bom nổ chậm. Dẫu vậy, Biển Đông không phải là ao nhà của Trung Quốc, nhất là với vùng tự do hàng hải, càng không thể trở thành tài sản độc tôn mà Trung Quốc muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Khi lợi ích tất cả các quốc gia cùng hiện diện trên Biển Đông, tài sản chung đứng trước nguy cơ bị xóa tích, thì điều tất yếu các quốc gia không thể nào ngồi yên, nhất là khi hành vi ngang ngược và dã tâm bành trướng của Trung Quốc ngày càng rộng lớn. Trung Quốc đã thay đổi tư duy về biển, đưa ra chiến lược xây dựng cường quốc biển, coi đây là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc liên quan đến chủ quyền, lợi ích phát triển và mục tiêu xã hội khá giả toàn diện. Những năm gần đây, Trung Quốc nhìn chung giảm mức độ quyết đoán ở Biển Đông, nhưng tiếp tục củng cố thế đứng chân trên các điểm chiếm đóng. Có thể thấy Trung Quốc ra tuyên bố bác bỏ và bất chấp phán quyết của tòa trọng tài bằng nhiều hoạt động, tiếp tục chiếm đóng bãi Vành Khăn, tiếp tục xây dựng và cho phép máy bay dân sự hạ cánh trên bãi Vành Khăn, ban hành và thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá năm 2016 và 2017. Trung Quốc can thiệp bất hợp pháp vào chủ quyền của Philippines và Việt Nam. Kể từ đầu tháng 7 năm 2019, tàu của Việt Nam và Trung Quốc đã tham gia vào một cuộc đối đầu căng thẳng về tài nguyên dầu khí tự nhiên ở vùng biển ngoài khơi phía Nam Việt Nam. Cuộc đối đầu gần quần đảo Trường Sa chỉ là trong một loạt hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, trừ phi được xử lý cẩn thận. Vụ việc này có thể trở nên nguy hiểm hơn những gì đã xảy ra trong năm 2014. Trong vụ việc ở Bãi Tư Chính, Trung Quốc đang cố gắng tái khẳng định yêu sách đường chín đoạn, bị tòa trọng tài quốc tế bác bỏ trong một phán quyết năm 2016. Cả hai bên đã rất kiềm chế trong việc xử lý các tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh tiếp tục thể hiện sự hung hăng, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuống dốc. Vụ việc ở Bãi Tư Chính lần này đánh dấu cuộc đối đầu tồi tệ nhất giữa hai quốc gia kể từ tháng 5 năm 2014, khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Haiyang Xinju 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chính vì luôn ngụy biện cho các hành vi hung hăng của mình trên thực địa, nên lời nói và hành động của Trung Quốc luôn luôn không đồng nhất và khó tin tưởng. Ý đồ của Trung Quốc luôn được minh chứng bằng các chương trình đầy tham vọng trên toàn cầu, nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ cái gọi là chuỗi ngọc trai ở Nam Á, nhằm tạo ra các căn cứ quân sự cho đến Djibouti ở châu Phi, hoặc thông qua sáng kiến vành đai và con đường. Đó là lý do tại sao Thượng nghị sĩ Mỹ Jane Inhofe, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ nhận định Trung Quốc có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, Trung Quốc đã thông qua luật hải cảnh cho phép lực lượng này sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu thuyền nước ngoài. Đạo luật còn cho phép hải cảnh Trung Quốc, tức cảnh sát biển, được phá công trình nước khác xây dựng trên các thực thể và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền. Hải cảnh Trung Quốc còn được trao quyền thiết lập các vùng cấm di chuyển khi cần để ngăn các tàu thuyền và người đi vào. Luật hải cảnh là đạo luật được xây dựng nhằm uy hiếp răn đe các quốc gia xung quanh Biển Đông và Biển Hoa Đông và cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng hành động cứng rắn. Đó là tín hiệu dằn mặt cảnh báo các bên không thách thức hoạt động của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Tại những khu vực vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á, đạo luật cho phép hải cảnh Trung Quốc bắn tàu nước ngoài trong những vùng biển tranh chấp nên rất đáng lo. Động thái này gây bất lợi cho an ninh khu vực,
nó vi phạm luật pháp quốc tế, cản trở đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC và có thể dẫn tới vòng xoáy căng thẳng và leo thang trên Biển Đông. Luật hải cảnh được thông qua sau khi Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật dân sự trên biển để lập Cục Hải cảnh năm 2013. Cục Hải cảnh Trung Quốc chuyển về dưới quyền lực lượng vũ cảnh trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào tháng 7 năm 2018. Giới chuyên gia cho rằng, ngoài việc tiềm ẩn ngoại giao pháo hạng, đạo luật mới còn cho thấy nguy cơ Trung Quốc lạm dụng lực lượng hải cảnh vốn được quân sự hóa mạnh mẽ với nhiều loại khí tài hạng nặng để phục vụ các yêu sách chủ quyền phi lý trên biển. Sử dụng đại dương một cách hòa bình và không dùng vũ lực là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong UNCLOS năm 1982, cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhiều điều luật quốc tế khác. Các bên tham gia UNCLOS, trong đó có Trung Quốc, cần tôn trọng nguyên tắc này và không sử dụng vũ lực, lực lượng quân sự vượt quá phạm vi được quy định trong luật pháp quốc tế. Việc đạo luật có thể áp dụng trong những vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền, bao gồm cả đường chín đoạn phi pháp trên Biển Đông, từng bị tòa trọng tài bác bỏ năm 2016. Mọi biện pháp thực thi luật Trung Quốc trong khu vực phi pháp cũng là hành động phi pháp. Hải cảnh lãnh phần lớn trách nhiệm trong hoạt động cưỡng ép tại các vùng biển gần Trung Quốc. Đạo luật này cần được xem xét chặt chẽ theo quan điểm của những quốc gia trong và ngoài khu vực, nhất là một số nước lớn có lợi ích ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Philippines, Pedro Rosin, cam kết hỗ trợ Philippines trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang ở Biển Đông. Blinken cần nhấn mạnh, Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông bởi chúng vượt qua các vùng biển mà Trung Quốc được phép tuyên bố chủ quyền theo luật pháp quốc tế như được quy định trong UNCLOS năm 1982, đồng thời cam kết sát cánh cùng với các bên tranh chấp Đông Nam Á trước sức ép từ Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc bảo vệ nhóm đảo xem các cụm điếu ngư trên biển Hoa Đông. Ông chủ Nhà Trắng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ nhóm đảo, vốn là tâm điểm tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc. Nhiều nước sẽ tiếp tục phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Những lời đe dọa sử dụng vũ lực đơn phương của Bắc Kinh là điều đáng lo ngại. Chúng có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ va chạm và xung đột trên biển. Trong năm 2022, Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động trên thực địa như tập trận bắn đạn thật, tuần tra, kiểm soát trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền, quyền tài phán của một số quốc gia xung quanh Biển Đông. Trên cơ sở quy định của hệ thống luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, quy định của UNCLOS và các thỏa thuận của khu vực, là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc thì Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không được phép tiến hành các hành động làm gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình ở Biển Đông và khu vực, tuân thủ quy định của các nước trong tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Những ngày đầu của năm 2023, nhân dân cả nước bất ngờ trước những thông tin mới nhất tại kỳ họp bất thường lần thứ hai. Quốc hội đã trao biểu quyết bỏ phiếu kín liên quan tới vị trí Phó Thủ tướng và đi đến quyết định cho hai đảng viên Quốc hội thôi giữ các chức vụ trong Trung ương Đảng khóa 13. Được biết, đây là quyết định dựa trên nguyện vọng cá nhân của cả hai, nên số phiếu bầu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đưa ra áp đảo hoàn toàn. Thông tin trên đã trở thành điểm nóng nhất trong những ngày đầu năm. Vừa qua, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2022 với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam theo nguyện vọng cá nhân. Được biết, trong buổi họp có 484 đại biểu tham gia, trong đó có 476 đại biểu tán thành, 5 người không tán thành, 3 người không biểu quyết. Trước tiên, với 96,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm thường vụ đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Phạm Bình Minh. Tiếp đó, với 95,97% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai đồng chí Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Theo Thủ tướng, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị và ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, cả hai người đều đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Người đứng đầu Chính phủ cho hay, xét nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13,
Phó Thủ tướng thường trực nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2006 thôi giữ chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này đã đưa tới nhiều tiếc nuối đối với nhân dân cả nước, nhưng xét trên nguyện vọng cá nhân nên Chính phủ vẫn đồng ý tôn trọng ý nguyện của cả hai người. Trong suốt thời gian tại vị, ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh đã trở thành tấm gương sáng và đáng noi theo cho lớp trẻ, là những con người đã đồng hành cùng nhân dân trong thời gian khó khăn đầy thử thách như đại dịch COVID-19. Chăm lo và đưa ra những quyết sách cho dân và vì dân, đặt sự an toàn của người dân lên trước hết. Không ít các bài viết bình luận trên mạng xã hội Facebook bày tỏ sự nuối tiếc khi báo chí nhà nước loan tin chính thức ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Đam sinh năm 1963, quê ở Hải Dương. Trước khi được Ban chấp hành Trung ương biểu quyết đồng ý cho thôi chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13, ông Vũ Đức Đam đã có hơn 9 năm giữ chức vụ Phó Thủ tướng. Trong quá trình công tác, ông Đam từng giữ nhiều chức vụ khác nhau và tạo nên nhiều dấu ấn với người dân vì làm tốt chức trách của mình. Ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau đó, từ năm 2013 đến nay, ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Đam được phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Ông Vũ Đức Đam cũng từng có 7 năm làm thư ký và trợ lý cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trước khi về địa phương làm việc và sau đó trở thành Phó Thủ tướng Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ vào năm 1994, Vụ trưởng Vụ ASEAN và chức vụ sau cùng là Phó Thủ tướng. Khi đại dịch COVID-19 lan sang Việt Nam năm 2020 và bùng nổ trong năm 2021, ông Vũ Đức Đam là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Từ cuối tháng 1 năm 2020 cho tới tháng 8 năm 2021, ông Đam được xem là linh hồn của công tác phòng chống dịch. Trên cương vị công tác này, ông đã có nhiều phát ngôn ấn tượng trong thời buổi căng thẳng, khiến toàn dân không quên nhưng khẳng định sẽ dập dịch trong 8 ngày khi dịch COVID trở nên căng thẳng ở nhiều địa phương, số ca nhiễm mỗi ngày một lan rộng. Nhắc đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì không thể không kể đến giai thoại khi còn là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Ông đã được xướng tên trong lễ trao giải thưởng Sao Khuê về công nghệ thông tin. Trái ngọt đó có được không chỉ nhờ những đóng góp tích cực của ông cho sự phát triển Internet tại Việt Nam, cho người có sáng kiến đón dòng đầu tư của Intel, Foxconn, Microsoft về với Việt Nam, mà cho cả người có công đưa công nghệ thông tin đơm hoa trong hệ thống chính trị hành chính. Vốn lâu nay vẫn được biết đến như là thành trì bảo thủ của giấy tờ, thủ tục nhiêu khê. Với trình độ chuyên môn thuần thục, cộng với tư tưởng đổi mới khi còn công tác ở Quảng Ninh, ông đã xây dựng hình ảnh về một lãnh đạo không bàn giấy. Và dưới sự chỉ đạo của ông, Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức họp trực tuyến đến tất cả các huyện, xã và mọi việc điều hành, quản lý công việc phần lớn cũng đã được thực hiện bằng công nghệ thông tin. Năm 2010, khi chính phủ điện tử vẫn là thứ mơ hồ ở Việt Nam, thì Quảng Ninh đã xây dựng được mạng nội bộ với 100% máy tính kết nối Internet. Điều này đã giúp rút ngắn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho ngân sách nhà nước và cả người dân. Hồ sơ của giải thưởng Sao Khuê ghi nhận trong giai đoạn đó, ông Vũ Đức Đam đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện và thiết thực nhất. Một điều thú vị khi nhắc đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đó là sự yêu mến đặc biệt của giới báo chí dành cho ông. Điều này được thể hiện nhiều hơn khi ông công tác ở Văn phòng Chính phủ liên tục trong 2 năm. Các cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ đều đã được ông điều hành khá trơn tru, trả lời chừng mực, đầy đủ và ngắn gọn nhất những câu hỏi của phóng viên. Và có lẽ trong các vị bộ trưởng cùng thời đương chức thì ông là người bị báo giới hỏi xoáy nhiều nhất. Những điều khiến phóng viên phục vị nhất là sau khi nhận các câu hỏi và thông tin của nhà báo, không chỉ có trả lời mà ông còn hành động để khắc phục giải quyết tình hình, như hồi đề án 322 hết kinh phí khiến nhiều ứng viên chậm du học. Khi nhận được phản ánh của chất lượng Việt Nam, ông đã nhanh chóng trình Thủ tướng cấp thêm kinh phí để cho tài năng của đất nước được ra nước ngoài học tập. Hay về vấn đề sữa cho trẻ em bị ngụy trang thành thực phẩm chức năng và đội giá cao, ngay sau khi đi công tác về, ông đã truyền ý kiến chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phải ban hành danh mục sữa trước ngày 5 tháng 10. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khiến nhiều đại biểu Quốc hội phải gật đầu tán thành về những câu trả lời chân chu, rành mạch, rõ ràng, đầy thuyết phục trên thị trường.
Nhưng đối với câu hỏi để chất vấn Việt Nam không có triết lý giáo dục, người trẻ nhất nội các trả lời rằng nếu lên Google gõ thì ra 1.300.000 kết quả tìm kiếm về triết lý giáo dục Việt Nam, tuy nhiên nó không có những câu trích dẫn kinh điển. Phát biểu tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Đất nước ta đã trải qua chiến tranh kéo dài, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề nhưng đã phát triển nhanh chóng từ sau đổi mới. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên phải tăng trưởng nhanh mới có thể đạt được mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt ra. Theo Phó Thủ tướng nói, khát vọng mãnh liệt và sáng tạo khác thường, tôi tâm đắc hai chữ ấy. Chúng ta có khát vọng rồi nhưng phải mãnh liệt như năm 1946, Bác Hồ kêu gọi ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, khát vọng như thời đánh Mỹ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hay phong trào bình dân học vụ, bây giờ liệu có thể khơi dậy trong toàn xã hội được không? Với những kết quả đã nhìn thấy được, có lẽ chúng ta đã phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Thủ tướng ở tuổi 50, một kỷ lục mới về độ tuổi của chính sách hiện nay. Với lối làm việc chỉn chu nhưng không cứng nhắc, lắng nghe và giải đáp, hiểu biết nhưng không ngừng học hỏi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gây dựng thêm được uy tín và sự tin tưởng trong mắt lãnh đạo. Trong khi đó, ông Phạm Bình Minh nối tiếp sự nghiệp của cha là cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, nhiệm kỳ 1980-1991. Ông Minh phụ trách về vấn đề đối ngoại, sau này nhận thêm một số mảng nội chính trong nước. Thời điểm hiện tại, ông đang là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Minh sinh năm 1959, quê ở Nam Định. Trước khi ngồi vào cái ghế Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, từ tháng 7 năm 2021 đến nay, thì ông đã có một thời gian dài làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi sau đó mới chuyển ghế lên thành Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Theo quy định, việc ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ trong đảng đồng nghĩa với việc thôi giữ chức Phó Thủ tướng đang nắm giữ trong bộ máy chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, đây là hai chức danh do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Do đó, việc thực hiện miễn nhiệm đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm hai nhân sự mới sẽ do Quốc hội thực hiện. Hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ hai vừa qua. Quốc hội đã dành thời gian để xem xét công tác nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam và làm quy trình phê chuẩn bổ nhiệm hai nhân sự mới cho vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ. Hiện chưa rõ các nhân sự được giới thiệu cho vị trí Phó Thủ tướng thay ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Không có gì để bàn cãi, dấu ấn hai vị lãnh đạo để lại trong lòng dân là điều mà khó ai có thể nào thay thế được.